Ra đến đây ngồi với con. Lên đây con. Ngồi đây. Tính kiểm tra đâu ra. Ngồi đây. Là cũng có 2 điểm nhé. Là đảo cho con 9 lần. Nếu 5 cây 5 vị trí khác nhau. Nhé. Nặng nhảy ra. Nhỏ gì? Thế con này không? Không. Ok. Đúng rồi. Đảo con 9 lần đến 5 cây. Từ từ đó. Nào, như là mấy con hướng dẫn nhá. Đảo cho con 9 lần. Lấy 5 cây bất kỳ 5 vị trí khác nhau trên bộ bài vứt xuống. Như con đang làm như này nhá. Ok. Xuống lấy 5 cây con, lấy 5 cây con. Có cái quy, cái gì là cái quy, mình tùy lại cái quy đó, cái gì màu đen. Đặt đấy. Cái gì? Màu đen. Nhìn trong bộ bói như này thì con nhìn qua cái cây 10 kép là đang đau đầu vấn đề chuyện tiền bạc gia đình này. Cây ca, ca cơ, caro, ca cơ này thì nhìn về tổng quát một cách khách quan qua thì nó nhìn qua thì nhìn thấy về vấn đề là tuổi tứ tầm bát tiết rồi, tứ tầm bát tiết sống ngoài 80, tư duy chồng chết trước vợ chết sau, chồng chết trước vợ chết sau, nhưng mà tuổi này là tuổi tứ tầm bát tiết nhưng bác như ở bu ấy thì không qua được 70 thôi. Tuổi không thể thọ nâu được. Cái này giờ tuổi bói về đơn giản có thể là 83 hay là 73 tuổi là cái độ tuổi mình sẽ khác. Lấy có 5 cây nữa. Lấy 5 cây nữa. Tâm thì tốt, lòng thì tĩnh, nhưng mà lấy 5 cây thôi. Lấy 5 cây thôi. Rồi ok. Đặt tay bộ bài có cây 10 rô trong đám bài 5 cây này. Nhưng lên cái 7 cái 8 là không bao giờ có tiền này. 7 bích, 7 cơ, 8 bích, 10 rô. Quy cơ bản mệnh của mình, 10 rô là căn nghiệp số của mình. Năm nay bu có rơi tầm 60 hơn chưa? Tầm 60 chưa? 53 tuổi. 53. Thứ nhất là con nói bu như này. Bu hành đồng bắt căn mà bu chấm đồng bắt căn như này là từ năm bu 27 tuổi này. Dạ. Từ năm 27 tuổi bu bắt đồng bắt căn đẻ đứa thứ hai ra hay đứa thứ ba ra là bắt đầu đi bị hành căn. Bệnh của Bu là thập tử nhất sinh, cái tám bích này là sống đi chết lại, đưa vào quan tài rồi lại sống lại, không tìm ra nguyên nhân, bác sĩ không tìm ra bệnh, các ngài hành cho để mà không tìm ra bệnh. Đời Bu thì bây giờ là Bu cũng thập tử nhát sinh, 4-5 lần mổ trong người rồi Bu ạ, 4-5 lần mổ trong người nhưng không tìm ra nguyên nhân bệnh, không rõ bệnh mà bệnh như ma làm. Cây này cây 7 và cây 8 sinh tử bát tiết, có đồng nào thì hết đồng đó, tiền bạc mình không bao giờ có tiền, chồng có không nhờ được, con có không nhờ được, toàn nghèo. Bu ạ, Bu hiểu ý con nói không? Bu biết đến đạo tâm linh bắt đầu từ Bu 27 tuổi trở ra. Bu biết đến đạo tâm linh, Bu cũng rất tín tâm, có tâm, chịu khó, những con ngoan, cũng ra hầu cha kính mẹ, nhưng 3 lần thầy rồi, không phải 1 lần thầy. Đi 3 lần thầy rồi, nhưng tổng kết cuối cùng là người nữ giới cuối cùng này là giúp được, nhưng mà nghèo mà cũng không giỏi để làm được cái gì. Con nói có đúng không ạ? Dạ. Bắc ghế hầu ông thánh nhưng mà hờn móng dỗi là vì bởi vì đồng ngân đồng xuyến không có, đâm ra đồng nghèo đúng khó, khổ lắm, ăn không đủ ăn, tiêu không đủ tiêu, có nghìn nào thì cũng gom góp dâng các ngài bằng tâm bằng thiện, nhưng mà không đủ mạnh, đủ lễ, đủ chay, đủ đàn, không bằng bạn bằng bè bằng nứa, đâm ra cũng khổ lắm, ủi hờn. Hành căn hành quả như này là rơi vào tầm cũng phải bắt tiết thời như này thì cũng là một, nó rơi vào thâm niên tầm hơn 20 năm bị hành rồi, có đúng không hả cô? Đúng không Bu? Hơn 20 năm bị hành đồng bắt căn rồi, có đúng không ạ? Tôi nói to con nghe xem nào. Dạ. Rồi. Bây giờ bệnh âm vẫn còn nhá, bệnh âm của Bu vẫn đang còn rất là nhiều. Bệnh âm là gì? Bệnh âm là người nó không ra người, sức khỏe không ra sức khỏe, ăn uống thì khó khăn, sinh hoạt thì khó khăn, làm gì cũng khó khăn, ở cũng khó khăn, nói cũng khó khăn. Tức là cái gì cũng bị người ta chèn tựa, canh cưa, ghen ghét, làm cái gì cũng không được việc, làm cái gì cũng không đến nơi đến chốn, rất là khổ cái tâm. Hay bị người ta đè lén rồi ăn uống hay ở hay làm cái gì cũng không được việc, cứ đi làm bao nhiêu thời gian rồi lại nghỉ, cứ đi làm một thời gian rồi lại phải nghỉ, không cho làm một cái gì hết cả. Dạ, có hiểu ý tôi nói không? Hiểu là như thế nào? Con nói từ nãy giờ có cái câu gì sai không đó? Con nói với Bu từ nãy có câu gì sai không? Đấy còn 5 cây nữa. Cái 8, 9 và một cái màu đỏ với đồng người, cái rô nhiều lắm, 7 rô này, 8 rô này. Cây 9 luôn, 7, 8, 9, 7 rô, 8 rô, cây 9. Cây này là 7, 8, 9 bất đồng thiên, già là đang ở trong chế độ đồng thải rồi, thải đồng rồi, đến tuổi bát tiết là không còn phải ra làm được thánh, bắt làm nhưng không làm. Già con nói luôn như này nhá, già rất sát với bà chúa thượng nàng, cực sát nhưng già chả biết gì, mà già cũng ra đền đến cửa chúa là già bị bắt đồng ở góc đó. Già hiểu ý con nói, hiểu là như thế nào? 4 5 tỷ. Có cái áp hết rồi. Nhà già thờ bây giờ thờ lụm thuộm lắm, lụm sụp lắm. Bản điện không có, bản đèn thì không, chỉ có mấy bát hương thôi. Có nói đúng không ạ? Dạ đúng không ạ? Dạ nói to nghe. Dạ mở đi, mở cái bài đi. Rồi còn nó tiếp có cái 10 nữa thì đau lắm, mệt mỏi. Cái áp này. Rồi ok. Bây giờ như là chồng già là không được yên đâu. Dạ. Bản thân già không yên đâu, con già cũng như là cả nhà rất nghèo khó khăn. Cực kỳ nghèo và cực kỳ khó khăn. Cực kỳ vất vả. Và đang bị người ta đổ oan cho. Rồi người ta cũng nói những cái câu mà rất là khó chịu mà toàn người nhà mình cũng không phải người ngoài đâu. Dạ. Đang bị em với anh bắt nạt. Có nói sai câu gì tát vào mồm con cô đấy nhá. Cái mảnh đất đằng sau nhà đang có vấn đề rồi đấy. Sao? Có nói câu gì sai không? Mấy 5 cây nữa cho con. Bú nói to lên cho con nghe xong. Cái 10 xuất hiện ở tầm bài thứ 2 nó sẽ ra cái 10 vào nhé. Như thế này thì bộ người hút người phiêu thôi, phải chấp nhận thôi. Không nói đâu, toàn người ta tham thôi. Là hiểu tham là gì không? Toàn người tham thôi. Dạ. Có nói từ nãy giờ có sai câu gì không? Là cái nói to nha. Thế bây giờ già cũng muốn lấy lại công bằng không? Tí cắm về cắm đúng 5 nén hương đúng góc độ đó thì lội ứng trong vòng một thời gian nữa là rơi vào trong vòng 6 tháng nữa rồi tự nhà người ta sẽ bị hoạn ngay. Mà nát nhà một lửa luôn. Bởi vì người ta ăn không nói có, mà đây nó là những con người nó không thật với sự thật, đặt điều đi ngoa dối trên lừa dưới. Thế bây giờ nhá, cháu sẽ chuyển cái căn nghiệp số hành của cô của già sang cái người đấy, người ta mới kinh nhá, để cho người ta sợ. Giàu việc người ta giàu kệ người ta, giàu người ta giàu kệ người ta, nghèo người ta nghèo kệ người ta, không có liên quan gì người ta ở đây cả. Không ai làm hại ai trong chuyện này, nhưng tùy già muốn như nào con xử lý như thế, còn già không đồng ý con không làm. Con thì muốn là để cho người ta tự mắc nghiệp đấy, người ta mới biết thế nào. Họ báng bổ Phật Thánh, họ nhạo báng, họ coi thường Phật Thánh, họ không tôn trọng Phật Thánh, rồi họ làm cái lọ, làm cái kia. Làm như thế là họ xúc phạm về trên các ngài, coi thường các lính vế cũng không được. Giàu không phải là giàu, nhưng mà người ta là người điêu, không có tâm. Mồm thì Phật Thánh nhưng mà hành động thì không bao giờ có tâm với ai cả. Ra đường thì không biết giúp ai 1.000 nào. giàu kệ người ta giàu, nhưng mà việc mình làm. Bây giờ con chỉ giúp được vua góc độ nào con sẽ giúp nhé. Mồm ăn thì có, mồm nói thì không, được rồi sẽ giải thích cái việc đấy cho không ngại đâu nhé. Bây giờ là với già thì con chỉ giúp già có hai việc là giúp già trở lại người bình thường, ăn được ngủ được, trở lại người như xưa, không có ẩm ẩm như một cái gì nữa. Là hiểu ý nó không? Bây giờ là con sẽ giúp cho già nhé. Ăn được này, ngủ được này, trở lại như xưa này, không bị căn quả nữa, không bị đánh nữa, không bị đập nữa. Tự tay mình cứ vào người mình, đánh vào người mình nhá, đánh giấy vào người khổ thân. Thế già có nhu cầu về gì nữa không? Nhà chưa có quyết định sang cát đâu, làm sao mình ra quyết định sang cát được, còn phụ thuộc người ta chứ. Không phải quyền mình quyết định được, việc này không làm được, đang có người bàn lùi không làm được năm nay đâu. Mấy bà cô đang bàn lùi ma nọ vong kia cho mọi nhân viên, mà mình nói trong nhà người ta không nghe đâu. Mấy bà cô bà chú đấy là người ta không nghe mình nói đâu, có hiểu ý cho nói không? Họ hàng gia đình nhà mình ấy là người ta không nghe mình nói đâu, có hiểu ý không? Mình như này người ta coi thường, coi khinh. Cô đã nghe kịp cháu nói chưa? Đức nhà mình thì không sao hết. Người ta chỉ lòng tham nổi lên thôi, cứ cho người ta lấy đi rồi người ta phải trả giá, không sợ không? Cứ cho người ta lấy đi rồi người ta trả giá, người ta không ra cái gì đâu. Nhanh thì cuối năm nay, chậm thì 2 năm nữa, cho liệt một người vào một chỗ đơn tinh thì nó mới sợ được. Ăn không lấy không thì người khác như thế thì nó mới kinh được. Vì chính người ta không nghe, vì chính người ta ăn tiền rồi, không nói như người đâu. Quan có thời, thời có đất, đất có vụ. Mà bây giờ là quan là mồm quan là có gang có thép, mà người ta là có tiền trong tay thì người ta bênh những người có tiền, không bao giờ người ta bênh những người nghèo đâu. Nên đừng bao giờ lên trên đến nhiệm quan mà kể tôi nghèo lắm mà quan thương. 1000 ông quan thì may có bộ quan thanh liêm thôi. Nên là cái việc đấy bây giờ là cô không nói được với người ta bằng lời đâu, người ta không nghe. Đất này của cô nó có 2 chủ, chủ bán cho nó là đất của nó chiếm của cô, nó lấn sang là do chủ cũ chuyển nhượng rồi nó lằng nhằng. Cô có hiểu ý cho nói không? Nên là vấn đề nó lợi dụng vào cái việc đó để nó phân hiến, mà nó sang mấy chục mét thôi mà nó sang lấn được tầm 30 cm ngang không, 40 cm ngang không. Bây giờ già muốn con xử lý nghèo, con giải quyết được già. đòi bây giờ là có bìa đỏ không, bìa đỏ bây giờ là mình kiện ra xã, xã bảo sao lý do tại sao không làm việc. Bên nhau, việc bên nhau, nhưng việc mình kiện cáo là mình đất của mình phải đòi về, cái đấy mình không thể dung túng được. Bây giờ kiện mình không đòi về, bây giờ nói bằng mồm làm sao mà bằng mồm được. Lòng người ta tham, ruột người ta tham, nó còn họ hàng tham như cháy rồi thì bây giờ biết nói thế nào. Biết bảo sao hiền như cô thì bây giờ cứ để người khác dẫm đạp mãi à. Thế bây giờ tóm lại là cô muốn như thế nào kèo như nào cháu sẽ giúp cô bằng được, muốn mua nhà con giúp cô bằng được, không ngại gì cả. Bây giờ chỉ có gây vũ lực thôi, vũ lực áp chế kiện vào, không có cho xã hội vào, lệnh cho nó một trận, lôi ra đánh vào trận, cũng mất dậy, nhà tao mà đi vào cướp, đánh cho nó một trận không ngại gì cả, nghiện không ngại. Không làm được thì cho đến nó làm cho, không đánh được cho người phủ nó đánh vào trận, anh em phủ nó đánh vào trận. Sao làm được? Bắt trộm bây giờ bắt bằng tay, bắt bằng chân mới được. Cái việc đấy bây giờ là cô bây giờ phải còn chứng thì cháu mới sang cho đấm vào mồm mới được. Nhưng bây giờ mà cô có còn chứng thì cháu sang cho đấm vào mồm nó sao được. Kèo này làm sao cho ấy được. Trên cái đất nước Việt Nam này cũng chỉ có một mình cháu rảnh đi chơi với những người nghèo thôi, chứ còn chả có một ai đi chơi với người nghèo để khổ thêm mà. Duy nhất có cháu thôi, nhìn những người nghèo người khổ như cô mới bắt nạt bóc lột đấy. Cái gì cháu giúp được cô cháu sẽ giúp nhiệt tình, ví dụ như cái việc nào cần làm, cô cần bảo Đức ơi giúp cô việc này, sẵn sàng cháu cho anh em đi về để trấn áp ngay. Cháu nói là công lý khi mà không còn công bằng thì xã hội nó sẽ vào. Chúng cháu chính là xã hội, mặt trái của xã hội chính là những người của giang hồ. Những người giang hồ có hai loại, một loại là nói là làm, dù nó có tù tội đánh nhau thật, cướp bóc thật, nhưng cái gì nó được nói được, nó làm được. Còn loại thứ hai là loại mà ăn bám xã hội, ăn tàn của vợ con, bố mẹ. Cái loại vứt đi đấy thì không gọi, bởi vì xã hội có hai loại người, một loại người tốt, một loại người xấu. Người tốt người ta sẽ đi làm những việc tốt, người xấu người ta chỉ thích làm việc xấu. Xã hội không phải là tất cả những người xã hội đều là người xấu hết, đồng nhau trong góc độ về quan điểm. Nên như việc như của Phu ấy là thấp bé nhẹ cân để cho người ta bắt nạt bức hại. Sau này tôi cho cái số điện thoại của cháu, cô cứ gọi điện cho cháu, bị bắt nạt, bị đánh đập, bị chửi làm sao cô không lo được, đúng không? Cháu lúc nào trong nhà có 4-50 anh em, các em cũng đang ở với cháu tầm 4-50 người, toàn thằng nghiện, thằng tù tội, đâm đưa chấn mướn, có tiền án tiền sự thôi, mặt tiền án là chán đầy tiền sự. Trên cái đất nước Việt Nam này cũng duy nhất có cháu làm được điều này thôi, ở được những người đấy, huấn luyện được người ta trở thành những con người đúng xã hội bản chất và lương thiện. Xã hội lương thiện là nhìn những người nghèo, người khổ, người bóc lột, họ sẵn sàng họ lên đường họ bảo vệ. Trước kia là họ chỉ biết đánh đấm chém giết thôi, nhưng khi ở với cháu thì họ biết cách làm những việc gì cho nó đúng nghĩa, cho đúng bản chất con người của mình, và đi vào những việc mà thiện nguyện, làm giúp được cho ai thì cứ đi làm. Cháu không có giá tiền là đòi hỏi cái loại kia. Nếu đúng những sự việc mà cô nói như thế, bị bóc lột, bị đánh đập, bị bắt nạt, cháu đứng trong bảo kê cho cô được hết. Bảo kê đây là bảo kê cho đúng. Còn những việc đất đai nó xâm chiếm, có đất đai giấy tờ kiện tụng đàng hoàng, đúng không? Có giấy tờ trích đo đủ, đúng không? Cô cứ đưa đầy đủ giấy tờ ấy cho cháu, cháu sẽ trực tiếp cháu sẽ về tận nơi cho người về phân ra, gọi địa chính ra nói chuyện làm việc. Thằng địa chính mà thái độ mà kiểu là không làm việc đến nơi đến chốn thì cháu lích cái cả đó. Và cháu nói với cô biết như này, những cái bọn đấy là mặt phải biết mặt, vua phải biết chúa, tên là phải biết. Bởi vì nó bắt nạt chỉ dân đen thôi, với những người mà như cháu đi làm việc xã hội ấy, thì không mà dám động vào đâu. Bọn đấy nó sợ chết đó. Cô hiểu như cháu nói không? Bu hiểu như nó ý con nói không? Nên là con chỉ khuyên Bu ấy hai việc. Thứ nhất, việc của Bu là trấn tĩnh lại, về suy xét, hôm nào xuống gặp cháu sau xem là cái việc đất đai đấy cần đòi lại như nào, về phải giấy trắng mực đen rõ ràng đấy. Còn cái việc mà về việc thứ hai là cái việc mà người ta bắt làm bây giờ nó là anh mình, em mình, họ hàng nhà mình, khó nói bằng lời lắm, không để dơ nắm đấm ra để giải quyết được. Với người dưng thì mình đánh nó được, nhưng với người nhà mình còn không thể đánh nó được đâu. Việc đấy là việc của tư gia gia đình mình giải quyết. Việc thứ ba, cô không ăn cơm có thịt có cá được, cháu sẽ làm cho cô ăn cơm có thịt cá lại bình thường. Cháu sẽ làm cho cô ăn được ngủ được, mà đi cỗ bàn không bị làm sao, nó không có vong nào nhập, ma nào nhập, thánh thần nào nhập, rồi đập phành phạch người ta cứ cười cứ chê, rồi người ta nói cô không ra gì. Tóm lại là cháu chỉ hướng cho cô được cái gì là tốt được đến đâu thì cháu sẽ làm. Còn cái việc như tôi làm công ăn lương ơi, lương 3 cọc 5 đồng không đủ tiêu. Lương nó đúng 3 cọc 5 đồng nhá. Đủ các loại nghề, cứ hôm nay làm một tí nghề, mai làm tí nghề, ngày kia làm tí nghề, đủ tí nghề, nhưng chả đâu ở đâu rồi, cũng không đâu ở được cái gì cả. Không được một cái gì ra hồn cả. Làm thì nhiều nhưng mà trả ra gì cả, lương thì 5 triệu, 7 triệu không đủ ăn. Đói nhăn răng ra. Hiền lành quá, ra đường để người ta toàn bắt nạt, đè đầu cưỡi cổ người ta bắt nạt thôi. Người ta gọi là hiền quá hóa ngu ấy. Người ta gọi là hiền quá hóa đần, hóa ngu, nên là chấp nhận rồi, không biết nói thêm điều gì nữa cả. Dạ. Chưa giải quyết được điều gì cả, sang năm xác định là cũng chưa có một cái gì đâu nhá. Sang năm cũng con cái là xác định cuối sang năm, xác định là cứ tháng 10, tháng 11 sang năm, ở thời điểm này chưa nói đến điều gì cả. Dạ hiểu ý con nói không? Ok, dạ hỏi thêm điều gì nữa không? Đúng rồi. Bây giờ nhá, già lên hương tất cả các ban nhà của con. Ở đây có bao nhiêu bát hương, già lên đủ nhãn hương cả cung ngoài nữa, ngoài trời nữa. Lên đầy đủ đi rồi vào con sẽ hủy hết cái căn quả số lính. Mà cái mà cứ nhập vào người mình xong rồi nhảy lên cùng cộp đấy nhá. Già lên hương đi, thực làm đi. Tất cả những người căn số cơ đầy mệt mỏi. Cực kỳ là mệt mỏi. Rất là khổ tâm, bệnh tật ốm đau, tâm số chưa đầy, mệt mỏi, mệt mỏi. Cực kỳ mệt mỏi. Người tâm số cơ đầy là những người kiếp này họ rất là khổ tâm, không muốn thành muốn là không khổ mà khổ, không khổ vì chồng, không khổ vì con, không khổ cái nọ thì khổ cái trai, không bao giờ yên ổn được. Mà cuộc sống thì rất là vất vưởng vất vương, suốt ngày bị người ta lừa, hết người này lừa người kia lừa, cứ có đồng nào là đi để thiên hạ lừa đồng đấy, mà dù người ta rất hiền lành. Những người căn quả cơ đầy, những người mà trời hành thánh hành ấy, dân gian người ta gọi có căn tứ phủ ấy, thì nếu như các bạn mà khổ quá, khó khăn quá cứ tìm đến tôi giúp hết cho tất cả những loại việc căn quả căn đầy số lính của các bạn. Tôi cũng giúp cho để cho mọi người ổn định, không phải ra trình, ra hạ, ra vạ, ra vâng, rồi mọi người rất khổ sở buồn lắm, nhìn nó nhiều các anh các em căn đồng số lính xong rồi ra hầu đồng không đủ tiền, thầy đồng con nhang đi vay đi mượn ra mở phủ rồi lôi người lọ kéo người kia theo, khổ thân lắm. Nên là những cái chuyện này mà nếu như anh em nào mà không muốn phải ra làm việc thánh cứ đến tôi, tìm tôi sẽ giúp cho để mà trở lại người bình thường, ăn được, ngủ được, trở lại như xưa, không phải ra làm việc thánh làm gì cả. Bởi vì mình còn đang lo bụi trần, lo vợ, lo con, lo cái, lo gia đình, nên là các bạn nên là cơm áo gạo tiền rất vàng lắm. Những người nào căn cơ đầy, anh em nào bà con nào đồng nghèo đi khó, không muốn để mà bị căn quả nữa, bây giờ thoái căn thải đồng mất rất nhiều tiền, rồi mất tiền nọ tiền kia, không có tiền để ra thải đồng thoái căn, thì các bạn cứ tìm đến tôi giúp cho tất cả mọi người, không lấy 1.000 nào mà cũng không mất 1 xu nào, một cốc nước mà nó nhường trời chứng, Phật chứng, Thánh chứng. Tôi cũng cam kết cho các bạn là không ai úp đồng, không ai bắt căn các bạn, không ai chấn lý các bạn, mà không ai hành các bạn, và cũng không ông thần ông thánh nào mà rồi về giết cả nhà các bạn. Các bạn cứ yên tâm điều đấy, tôi cam kết cái điều đấy cho, và cũng không mất 1.000 nào. Tới đây tôi cũng mong muốn làm sao mà cho nhà đền, cho bà con bá tánh, những người già nghèo đồng nghèo đi khó này, người ta có một cái lôi để người ta đỡ khổ. Bởi vì nhìn người ta khổ quá, bởi vì tôi nói với em như này này, người ta vất vả lắm, ngày đêm người ta vất vả mà nó thật sự là tội thân người ta, nhìn người ta thương lắm. Người ta cũng là một người đáng để mà phải nói, nghèo mà cơm ăn không đủ, tiêu áo không đủ mặc, mà rồi hiền lành quá, cứ bị người này đè lén, người kia đè lén, cái giống đời căn quả nó khổ lắm, nó không như anh em đâu. Có những người đồng sang, đồng lịch sự, bóng lịch sự thì được lọ được kia, những người đồng nghèo người ta thật sự là với các bạn này, người ta phải gắn góp từng đồng từng nghìn một, phải suy nghĩ rất là nhiều. Lên một khóa lễ người ta phải đi vay đi mượn 500 1 triệu vay hết người này người kia. Đối với anh em 500 1 triệu thời điểm này thì ai cũng có, không phải là không có, nhưng mà đối với người nghèo 500 1 triệu là cả vấn đề. Một khóa lễ là 5-7 triệu thôi là cả một cái cả đời người ta làm. Nên là anh em phải hiểu những người này nó rất khổ tâm. Cha mẹ không ai bắt con cái phải đầy ải như thế đâu, đều là cái nghiệp duyên căn quả, số đầy, số lọ, số ở, số đi, số cho, số làm mà người ta phải làm vậy, không ai sung sướng gì đâu. Tôi cũng rất là mong muốn với anh em cộng đồng bà con xa gần giúp đỡ được cho những người này đến với tôi, tiếp cận với tôi, thì bản thân người ta đỡ khổ, để cho người ta không còn bị lặng lặng. Đây tôi nói bằng cái tâm tình, bằng cái lời nói của tôi cũng như các bạn thôi, cũng không có một cái điều chi điều gì xấu xa, hay là mình nói mang một tính chất là bế giễu, hay là mình nói mang tính chất là khinh thường, hay là mình nói mang một tính chất gọi là đúng từ ra là mình chưa đa, mình thương lắm. Những người căn đồng số lính này rất vàng. Ai mà bị căn quả không tiền mở phủ, ra phủ, trình tra, tiết nhạ được đầu năm chín giữa, nửa năm chín cuối, nếu như các bạn vẫn nhất tâm mà ra trình, ra làm lễ, tứ phủ, hầu đồng, mượn thánh, thì tôi vẫn cho các bạn mượn đền, mượn phủ, các bạn ra trình tra, trình nhạ, hầu cha, hầu mẹ. Và tất cả kinh phí nhà đền, thứ nhất là miễn phí cho các bạn. Còn các bạn lễ bao nhiêu đó là tùy duyên, các bạn không có lễ báo nhà đền mua lễ dâng cho các bạn. Việc thứ hai nữa là tất cả những cái việc mà đàn ca kéo nghị, gọi là tứ trụ hầu hạ với cả công văn thì các bạn tự lo. Còn việc thứ ba nữa, các bạn mà không muốn hầu hạ dạ vâng, muốn trở lại người bình thường, ăn được ngủ được, đến với tôi cam kết 100% khỏi, không bao giờ còn căn quả, trở lại người bình thường, ăn được ngủ được, và tuyệt đối không mất 1.000 nào, không mất 1 xu nào. Làm được cái điều này trên cái đất nước Việt Nam này chắc là cũng chỉ mình tôi nói được, làm được. Mạnh bị gạo là bạo là phải vì tiền. Bản thân như bản thân tôi là người đang có rất nhiều tiền trong góc độ xã hội anh em. Tuy lúc này tôi đang xa cơ lỡ bước, lỡ vận, không có nhiều kinh phí để lo cho bà con. Thế nhưng nó từ để lo cho bà con thì mình vẫn đang lo được rất nhiều thứ. Tôi nói anh em nghe là tôi vẫn đang lo được rất nhiều thứ đấy. Các bạn nghe thì nó không hiểu nhưng mà rồi các bạn sẽ hiểu. Tôi làm được chứ không phải là tôi nói tôi để đấy như người khác được. Thương lắm, có đồng nào thì đi lo cho rồi ra nọ ra kia, hầu ra tí mẹ những người này họ đáng thương lắm. Ai mà căn hành số lính thôi thì mới hiểu rồi. Không căn hành số lính không hiểu được đâu, không biết vì sao người ta như thế, không hiểu vì sao người ta thế. Nhưng các bạn ạ, từ không hiểu không nói đến điều gì đâu. Rất là quý. Chào chị Xuân Nguyên Bách Cuốn nhé, rất là quý chị, cảm ơn chị, chúc chị may mắn. Chào Dương Đại nhé. Anh nhà đang có chuyện buồn, thực ra bản thân anh đang hơi bị sốc nhiều chuyện. Đêm qua giờ anh ngủ được có tầm 1 tiếng, mệt mỏi, áp lực gia đình. Chú anh mất, lần ra là anh suy nghĩ rất là nhiều, mỗi mình chú ở xa không về. Đâm ra là chú chết rồi, là nguyên nhân là do Covid, bị Covid mà chết. Nhà mình ngày hôm nay ấy, chú mất cái đâm ra lại các ông các bà các bác có một cái hủ tục nhà quê ấy, gọi thầy đồng về, gọi dí lên nói toàn liên thuyên luôn. Mình nghe mình chán mình xuống mình nói là thật sự như này, mọi người mê muội lắm, cứ đi xem bói và xong lại trùng, xong lại đi cúng lại cả độ ra tiên mất hàng trăm triệu. Con nói thật sự các cô dì chú bác nghe con đi, cái tiền đấy để lo cho người sống, làm phúc làm thiện đi, cho những người nghèo người khó khăn người khổ còn có ích có lợi, chứ đưa cho cái lũ đồng cô bóng cậu thầy bói thầy đồng pháp sư này nó lừa rồi lại lừa đảo. Ai cũng trùng xong rồi về cậu bé đỏ cô bé đỏ rồi ông nọ bà kia về cứ liên thuyên thôi, mở mồm ra là dọa, mở mồm ra là cúng, mở mồm ra là dọa, mở mồm ra là cúng. Tôi thật sự rất là bức xúc vì nó không đúng một cái gì với sự thật cả. Địa đặt liên tuyên những người giả thần giả thánh, có đời thổ với ai về thầy đồng về một bà gọi dí về ngồi đây ta ông bảy đây đập bà các ta ông bảy đây dừng điếu thuốc, chúng mày làm chậm thế, dừng điếu thuốc cho ta. Rồi cái hỏi là cụ là ai rồi, tao là ông bảy đây, tao ông bảy đây. Ăn nói như thế thì tôi nói các bạn có tự hiểu là các vị thần vị thánh là người thân tao mà người ta thanh khiết, người ta ăn nói điềm đạm đường hoàng điềm đạm, chứ người ta có rồ dại như thế đâu. Xong về rồi ma đường ma chợ ma nọ ma kia, họ Nguyễn họ Trần về mời họ Nguyễn họ Trần về trái liên quan gì họ Trần, xong rồi cụ nọ cụ kia về cứ nói chung chung như này, cụ về cụ thương chúng mày lắm, tất nhiên cụ nào mà chẳng về thương con cháu. Nhưng mà mình hỏi một câu là cụ biết con tên là gì không? Mày biết rồi mà còn hỏi cái gì nữa? Thế mình hỏi là cụ ơi, cụ biết con tên là gì không? Nó lại quay lại nói mình, mày biết mày tên là gì rồi, mày còn phải hỏi làm gì, mày phải thử cụ làm gì? Và hỏi thật với cụ là cụ tên gì, cụ biết con tên gì không? Không trả lời được. Liên thuyên, mình nói động thái là thành liên thuyên. Xong bắt đầu là ăn không nói, có những cái chuyện mà nó khống lên. Nào là nói ma này, hành kia, quỷ kia, hành, rồi ma tàu, ma tiết, mệt mỏi, địa chuyện. Mẹ ra chỗ lầu chú bà Nam Phương nhé. Mẹ ra đấy, mẹ vái 15 lễ, ra lăng cây mẹ vái 15 lễ, vào chính cung vái 15 lễ cho con nhé. Vái từ lăng ngoài bà chúa chút và cùng rồi đi vái vào đây, đi ngược lại vào đây. Rất là mê tín dị đoan, xong rồi bé đỏ lên khóc nọ khóc kia, nó nói nọ nói kia, nó liên thuyền đó đúng. Xong rồi cứ dọa cái nọ cái kia. Các bạn ạ, vì thiếu hiểu biết, vì thiếu suy nghĩ, tất cả những chương trình gọi dí 90% đều là lừa đảo, nói dựa nói theo. Và một cái đặc biệt nữa là dựng lên kịch bản, tức là người ta biết hết gia đình nhà mình ghi vào tờ giấy, xong người ta nhìn vào cái tờ giấy đấy, xong bắt đầu người ta nói dựa nói theo vào. Nên là tất cả cái hiện tượng mà gọi dí của các bà thầy dí 80% lừa đảo, 20% mới đúng sự thật. Nhưng tôi cũng rất là mong muốn với anh em cộng đồng bà con cái chương trình gọi dí, nếu như anh em nào mà phải nghe thầy gọi dí, phải thuê pháp sư thầy cúng về, thầy cúng chỗ này cúng chỗ kia, mà vong nhà mình về chỉ định là người này cúng người kia cúng, thì tất cả chúng nó là một ekip hết để đi lừa bà con, lừa mọi người. Đấy, cái thần nọ thánh kia suốt ngày mày phải nhà cô này, điện thờ này rất tốt, cô lễ 15 lễ chưa? Nó nhanh thế, cô quỳ cô phải lễ 15 lễ, cô vái đàng hoàng, vái chậm chãi nhá. Cái lăng cây bên chú bà Năm Phương, rồi đến lăng bên ông Bảy, rồi đi vào lễ chính cung nhẹ nhàng từ tốn, làm tật là đàng hoàng. Trời ơi, đi chợ đi búa vậy hả cô? Rất nhiều bà con anh em thiếu hiểu biết, khổ tâm. Tôi ngày hôm nay tôi ngồi tôi nói còn lại nộ dại rồi. Nhà mình lại mấy người già này bụt gần nhà không riêng, rồi ông bà mình lại ối ôi, rồi nó đi tìm những bọn đồng cô bóng cộng như thế này. Mình nói một câu như thế này, chú chết người biết đầu tiên là mình. Chú chết là mình biết đầu tiên trong nhà, còn chưa ai biết. Bởi vì chú mình bên nước ngoài, không ở Việt Nam. Mình biết là người đầu tiên chú chết. Mình còn nói mọi người trong nhà, căn dặn mọi người, về còn dặn xong bây giờ mọi người cũng không tin, đến lúc bây giờ chú chết thì mọi người quay ra lại nói nọ nói kia, của mình đập mồm đập miệng, thực sự rất là áp lực. Trong một cái dòng họ có người lọ người kia, người tốt người xấu, đâm ra là nói thật với anh em rất là vất vả. Người tốt ít, người xấu nhiều. Ôi dì chú bác họ hàng mình không phải ai cũng thương mình đâu. Người ta thấy mình hơn con người ta là người ta cũng ghét lắm. Tôi nói anh em ấy, các anh em nhà tớ đều được ăn học đàng hoàng, đại học ở Bách Khoa Hà Nội, đi nước ngoài nước trong. Mỗi mình tôi chả ăn học gì cả, cha không mẹ không ăn học gì, không bằng không cấp, mà bây giờ tôi làm được hàng tỷ thứ. Mà trong đó là các anh em nhà tôi bằng trang với tôi, họ hàng như là con bác con chú, không có ai hơn tôi đâu. Đấy, lương thì 10 triệu 15 triệu không bằng một ngày tôi làm. Đâm ra là tôi nói anh em hiểu những điều tôi nói, đâm ra người ta nhìn thấy mình hơn hẳn con nhà người ta. Con người ta đầu tư đến vài tỷ đi học, học hết nước ngoài nước trong, đi về rồi đi làm vẫn làm công nhân. Còn mình là một cái thằng không học một trường lớp nào, không bằng không cấp, mà bây giờ lại xây dựng ra một đống cơ sở nhà cửa, một đống như thế này, đâm ra là người ta ghen ăn tức ở. Đâm ra các bác các chú xì xèo nói mình thằng này với nọ, thằng này với kia. Cái giống đời ấy, ghen ăn tức ở chỗ nào cũng có. Bản thân như nhà các bạn thế thôi, cũng có cái chuyện ghen ăn tức ở. Ừ, chú cô dì chú bác ông bà soi mói, nói nọ nói kia, xì xèo sau lưng. Trước mặt mình nói tốt, sau lưng mình trả ra cái gì. Cái đấy là chuyện bình thường, nhà nào cũng có. Thế nhưng cái chính nhất là cái mình vững tâm là mình làm thôi. Còn ở với ai hay làm cái gì thì tâm mình cảm thấy thật cái gì mình làm, tránh được những cái chuyện mê tín dị đoan ra. Bạn nào phải rơi vào hoàn cảnh như mình đang bị thì cứ hỏi mình, nhắn tin cho mình sẽ tư vấn cẩn thận từ tốn cho các anh em cái chuyện này nhé. Mình sẽ từ tốn cẩn thận cho anh em, để cho anh em hoàn toàn trở lại bình thường, ngủ được, ăn được, bình yên, không bị loạn hết gia đình lên chỉ vì những chuyện thần thánh với tầm mới gần, mà do những người trần người ta giả thần bóng thánh, người ta cứ mượn ông thần ông thánh, người ta lè bịp các bạn. Mình cũng rất là buồn với những cảnh này, bởi vì cái mạng pháp của thời này, thần thánh thì bị buôn thần, bị bán thánh, bị lôi ra để làm tiền làm kinh tế. Cứ chết là trùng, cứ giờ xấu ngày xấu, cứ trùng tang, chết cả nhà chết cả họ, cứ dọa mở mồm ra nó dọa hết. Người này chết thì chồng chết, con chết, vợ chết, rồi vỡ nợ, rồi tan cửa nát nhà. Những cái chuyện mà các bạn đi xem bói phải đi làm lễ cúng bái, cứ bình tĩnh đi, không phải làm cái gì hết. Cứ đến tìm tôi sẽ xử lý triệt để cho tất cả các bạn những cái chuyện đấy, không để cho người ta lừa các bạn mà mất tiền khổ thân các bạn ra. Ra lễ chính cung đi nhé, không để cho các bạn đi mất tiền mà lừa ra khổ thân các bạn ra. Tôi rất là thương anh em, thương bà con. Thôi chào mọi người. Tuần này là 1:38 đêm, tầm 3 giờ đêm là tôi phải có việc gấp, bởi vì đêm nay tôi phải làm cho gia đình nhà tôi. Và hiện giờ là chào lý em này, lít đàn ông. Tại sao lại dùng lít đàn ông thay ảnh đàn bà? Ra ngồi đấy đợi con tí. Đây là số tài khoản Nguyễn Hoài Đức, số tài khoản là 1 070022658553 Vietinbank chi nhánh Hải Phòng. Hiện giờ là tôi đang để cái avatar đen xì nhá. Nhớ những gì tôi đang căn dặn với anh em. Đây. Chết rồi. Ô, cái này là bạn của Hạnh Hồn. Xin lỗi anh nhầm nhá, Lý Em nhá. Bạn của Hạnh Hồn, anh xin lỗi cô nhá. Cảm ơn cô Lý Em. Chúc cô may mắn, like cho cô cái. Hình như cô này thích đánh nô đề đây này. Like cho cô một cái. Bởi vì cô là bạn của em tôi. Là tôi có nhìn thấy một cái thoáng qua, là tôi nhìn thấy qua là có Hạnh Hồn. Hạnh Hồn là em tôi. Đây, sao mà Hạnh Hồn này. Đó. Đó, đây. Đấy, cho một like. Không biết làm sao tôi đang bị mất tương tác với cái cô này, cô em này. Đây là trang fanpage của Hạnh Hồn nhé. Các bạn ủng hộ cho em, đứa em tôi. Nó đang bán hàng online. Thì các bạn vào kích và ủng hộ cho nó nhé. Vì nó cũng là một người sống rất là nội tâm, rất là thương người nghèo, cũng giống như bao mọi người khác. Nó đang ở nước ngoài, đang ở Hàn Quốc, bán đồ. Đây. Đấy, và số tiền em ấy bán được thì cũng dành cho người nghèo, trích một phần tiền ra cho hàng tháng cho những người nghèo, người khó khăn, người Việt Nam. Những cái người như này tôi rất là ủng hộ luôn. Bán cái gì được mà like cái gì cũng được, tôi sẽ kéo vào ủng hộ cho nhé. Đây này. Đấy, cô ấy hàng ngày là cô trích một khoản tiền ra, buôn bán được cô trích ra một phần, cô gửi cho những người nghèo, người khó khăn. Các bạn nên bắt chước và lên làm theo. Ấn vào chữ chia sẻ nhé. Và ấn vào chữ chia sẻ bản tin nhé. Ấn vào chữ đăng nhé. Ấn vào chữ chia sẻ và trên các fanpage của mình nhé. Để ủng hộ cho cô gái này. Những người mà từ nước ngoài mà giúp đỡ được cho bà con, người nghèo hay là khó khăn, hay là muốn làm một cái thiện nguyện gì đấy, kinh doanh online mà các bạn khó khăn, sử dụng cái Facebook của tôi. Tôi sẽ hướng dẫn cho dùng cái Facebook để mà kinh doanh buôn bán online, mà các bạn gửi về cho những người nghèo, người khó khăn, tôi ủng hộ hết cho tất cả các bà con nha. Tránh trường hợp lừa đảo, bởi vì Facebook của tôi bị giả danh rất là nhiều. Tên là Nguyễn Hoài Đức, Trạng Đức Hải Phòng, ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hải Phòng. Mã số tài khoản là 107002265853 Vietinbank chi nhánh Hải Phòng. Tên là Nguyễn Hoài Đức. Số điện thoại là 0374375999. Khi chat các bạn nhớ gọi video trực tiếp. Nếu không mở video, tất cả đối tượng lừa đảo. Khi chat mà chủ động đối tượng đấy chat với các bạn mà xin tiền đưa số tài khoản khác, các bạn hãy liên hệ qua số điện thoại 0374375999 để trực tiếp mình sẽ liên lạc cho các bạn, hướng dẫn các bạn kết bạn với mình và tránh trường hợp lừa đảo của tất cả số tài khoản. Có số tài khoản Nguyễn Anh Đức nuôi 315 lừa rất nhiều người. Bà con lưu ý và cẩn thận điều này nhé. Chúc tất cả các anh em may mắn trong cộng đồng, trong Facebook, trong livestream. Hôm nay thì nhà đang có chuyện buồn, tâm tư tôi không được vui. Gia đình tôi có người mất, chú ruột của tôi bên Mỹ, tên là Thành, 53 tuổi, sinh năm 1969, 53 tuổi, mất năm nay năm hạn tháng sinh của chú tôi. Nhà tôi thì là ba đời có truyền thống là chết vào tháng 3 và tháng 4. Ông, cụ, kỵ, cô, dì, chú, bác nhà tôi là toàn chết vào tháng 3, tháng 4. Cái này là không phải vui để kêu nói để lôi bán bổ hay là bán nhạc, nhưng nó đang là như vậy. Vừa cách đây 4 ngày là dỗ ông nội tôi. Bây giờ là chết, chú tôi chết. Và tới đây nữa, mấy bữa là dỗ cụ tôi. Và mấy bữa là dỗ kỵ tôi, là dỗ bà tôi. Bà là của cụ đấy, là phần cụ ấy, chứ không phải là bà nội. Bà nội tôi còn đang sống. Chúc tất cả bà con anh em may mắn đã được tốt lành. Trong thời gian này áp lực rất nhiều. Ai mà quét nhà ra rác lúc này nó rất nhiều chuyện đau đầu xảy ra. Nhà tôi cũng như các bạn thôi, họ hàng nhà tôi cũng như các bạn thôi. Nhà nào cũng có mắm thối, cũng rất vất vả. Rồi cũng rất nhiều người ối á, người thì mê tín, người thì mê muội, người thì ngu dốt. Đừng để những người khi tang tóc này đi cúng phả độ gia tiên rồi cúng bái linh tinh mà lừa đảo hết nhá. Tôi dặn anh em, nếu như cái điều gì liên quan đến tâm linh các bạn nó đang rối bời, đi xem bói bắt phải cúng, gọi điện cho tôi tư vấn cho các bạn đến nơi đến chốn để tránh né cho các bạn nhé. Anh em cảm thấy video này hay, những người nào hay xem bói hay những người nào gọi dí mà cần biết, mà nhận biết thế nào là gọi dí đúng gọi dí sai thì liên hệ cho tôi sẽ tư vấn cho cách để mà phát hiện người gọi dí đấy là họ nói láo, họ nói dựa và họ có kịch bản. Trước khi các bạn gọi dí nhá, tôi có thể viết kịch bản cho các bạn là khi vong lên nói những cái gì thì các bạn có thể chiêm nghiệm trên tờ giấy, họ nói đúng như một kịch bản như thế. Nhà nào cũng vậy, người nào cũng vậy, họ cứ đầu tiên là người già cũng trẻ con, nhất là vong trẻ con lên toàn nói liên thuyên rồi xong bắt đầu hỏi dò người này hỏi dò người kia, sau đó là cụ lọ cụ kia. Đơn giản nhất thì hỏi là cụ ơi con tên gì, không trả lời được, đấy không phải cụ nhà mình đâu, lừa đảo hết nhá. Tất cả mà các bạn họ gọi dí lên mà hỏi là cụ tên gì, cụ ơi con tên gì không trả lời được, thưa các bạn cứ từ từ bế cụ đáp ra ngoài sông, không phải nói nhiều đau đầu, bởi vì cái thành phần đấy là thành phần lừa đảo, mượn thần mượn thánh xong rồi liên thuyên lừa đảo dối trá, lừa trên núi dưới, đừng có tin và tung hô những chuyện đó. Nếu như các bạn mê muội sẽ sinh ra rất nhiều con người mê muội theo như các bạn mà mất tiền mất của, khổ nghiệp ra. Nhớ mình dặn chưa? Chúc tất cả các anh em xa gần, bà con trong livestream trong Facebook này, giúp được ai thì giúp được, làm được cho ai làm được, và không nghĩ một điều gì, ủng hộ cho tất cả những người xa gần. Quý anh em, mong anh em một chúng ta góp sức để giúp cái đất nước Việt Nam mình bớt những người mê muội đi, bớt lũ đồng cô bóng cậu đi, để người ta đi lừa người ta khổ thân lắm. Tất cả liên quan đến kinh tế thì các bạn có thể gọi điện cho tôi sẽ tư vấn cho tất cả những gì đáng làm, không đáng làm về tâm linh. Tôi chào anh em và chúc cộng đồng anh em trong livestream cảm thấy cái này nó đúng hay gọi điện cho tôi 0374375999. Tôi là Nguyễn Hoài Đức, tên thường gọi, tên ở trong giấy khai sinh và chứng minh của tôi là Nguyễn Hoài Đức nhé, chủ của Phủ Long Đức ở đường Hàm Nghi, sông Cầu Giào, thành phố Hải Phòng.